Xin chào tất cả quý vị trở lại kênh YouTube của Mark Home. Hiện tại thì Nhật An đã có mặt tại Bình Phước và ngày hôm nay sẽ dẫn quý vị chúng ta sẽ trở lại thăm công trình rất là hoành tráng nha quý vị. Đó chính là mẫu công trình biệt thự của công ty trách nhiệm hữu hạn Tuấn Phương. Đây là công trình mà lúc trước khi mà nó mới vừa bắt đầu, đó chính là làm lễ khởi công, thì An cũng đã từng dẫn quý vị đến rồi. Và ngày hôm nay sau một khoảng thời gian thi công, hiện tại công trình đang thi công giai đoạn nào? Hôm nay thì An cùng với đội ngũ thanh tra của Mark Home sẽ trực tiếp ghé đến công trình để xem về tiến độ thi công cũng như là chất lượng thi công có đảm bảo hay không nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiến gần hơn đến công trình biệt thự này. Với công trình biệt thự này thì ngày hôm nay quý vị có thể thấy là công trình vẫn đang trong quá trình đó chính là thi công về cái phần thô nha quý vị. Chúng tôi đang trong quá trình đó chính là thực hiện về việc mà tô trát ở một số vị trí nè, cũng như là đang trong quá trình là sẽ đi những cái đường chỉ hoặc là những cái hoa văn đắp nổi. Đây là một công trình biệt thự rất là hoành tráng, cho nên quý vị biết đó chính là thường á, những công trình biệt thự như thế này thì cái thời gian thi công nó sẽ thường phải lâu hơn so với những công trình hiện đại thông thường ha. Bởi vì một mẫu biệt thự nó có rất nhiều chi tiết cầu kỳ, những cái hoa văn họa tiết trang trí nè, rồi chưa kể là cái mức độ đồ sộ công trình này cũng rất là hoành tráng nữa. Đặc biệt là quý vị có thể quan sát cái tầng ở phía bên trên, đó chính là công trình phải thi công thêm một cái phần, cái tầng rất là cao, đó chính là tầng mái mansard, đúng không nào? Thường thì ta đã thấy nhà mái Nhật, mái Thái, mái Bằng thì rất là nhiều, nhưng mà những mẫu biệt thự mái mansard thế này thực sự là không quá nhiều ha. Cho nên là chúng ta mới thấy đó chính là cái mức độ đầu tư của gia chủ rất là lớn cho công trình này. Về kích thước thì em cũng xin bật mí luôn, công trình sẽ có chiều dài đó chính là 22,7m, chiều rộng là 13,42m, và tổng diện tích thiết kế của cả hai tầng tính luôn tầng tâm là cái tầng mái mansard là tầm khoảng 600m². Về chiều cao tính từ gót sông Hồng cho đến đỉnh của mái ha, chiều cao công trình sẽ là 16,76m, sàn tầng 1 sàn tầng 2 là 4,2m, sàn tầng 2 đến sàn tầng tâm là 3,9m, và chiều cao của sàn tầng tâm là sàn mái mansard lên đến phía bên trên sẽ là 2,9m nha quý vị. Với mái mansard thì đây là cái dạng mái rất là phù hợp với những công trình tân cổ điển, bởi vì bản thân của mái mansard thì quý vị biết là nó xuất thân cũng là cha đẻ của nó là người Pháp, đúng không nào? Cho nên là bản thân mái mansard nhìn vào ta thấy ngay cái sự cầu kỳ và thể hiện đúng cái sự sang trọng phong cách tân cổ điển rồi. Đặc biệt có một cái điểm em thấy là điểm cộng rất là lớn của mái mansard là gì? Đó chính là nếu muốn gia chủ hoàn toàn có thể biến nó thành một cái tầng để chúng ta có thể sinh hoạt được. Giống như là mái Nhật hay mái Thái thì em nói thật, dù chúng ta có cái tầng áp mái nhưng mà cũng rất là khó để mà chúng ta có thể sinh hoạt ở bên trong, đúng không nào? Bởi vì điều kiện thời tiết khí hậu Việt Nam cảm giác sẽ rất là nóng. Nhưng mà riêng với mái mansard thì cái tầng mái mansard chúng ta hoàn toàn có thể sinh hoạt ở bên trong, có thể bố trí làm phòng ngủ, thậm chí là phòng thờ, phòng đọc sách, phòng gym, tùy theo nhu cầu của gia đình ha. Và bằng chứng là với công trình này thì gia chủ đã lựa chọn từ mái mansard làm cái không gian sinh hoạt của ngôi nhà của mình luôn. Cho nên là đây cũng là cái điểm cộng rất lớn. Do đó thì cái việc mà thi công, ví dụ quý vị thấy đó, thi công với tầng mái mansard chúng ta vẫn phải thi công gạch rồi bê tông tất tần tật, không khác gì so với một cái tầng ở bên dưới hết, đúng không nào? Và sau này khi mà hoàn thiện xong thì nó cũng sẽ còn rất là đẹp luôn nha quý vị. Với công trình này thì đây là một công trình rất là đồ sộ, đúng không nào? Cái độ hoành tráng nếu quý vị quan sát trước phim bay flycam sẽ thấy đó chính là công trình được xây dựng ở một khu đất rất rộng luôn. Cho nên là gia chủ có một sự đầu tư rất là lớn ha. Ngoài ra thì quý vị có thể biết đó chính là sau này ở khoảng sân phía trước thì chắc chắn rằng gia chủ cũng sẽ làm thêm thiết kế những cái khoảng sân vườn tiểu cảnh nữa, sẽ giúp cho công trình cực kỳ là hoàn thiện và nó sẽ rất là bắt mắt. Thì đợi lúc đó khi mà công trình vào những cái giai đoạn hoàn thiện dần thì em cũng sẽ dẫn quý vị chúng ta trở lại thăm. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tiến vào bên trong cùng với đội ngũ thanh tra sẽ đi kiểm tra một số hạng mục công trình này nhé. Hiện tại thì bên cạnh Nhật An chính là anh Đạt thanh tra ha. Và anh ơi, ngày hôm nay thì em thấy là công trình cũng đang thợ xây cũng đang rất là cố gắng để mà làm đó chính là tô trát cũng như là xong cái phần thô, đúng không anh? Đúng rồi, như hiện tại là em nhìn thấy là thợ đang đắp cái thò chỉ bên ngoài.
đó, mình cũng sẽ kiểm tra sơ coi là cái phần phần chỉ đã đắp rồi có đều nó có đẹp không. Mình có thể nhìn bằng mắt thường là mình thấy. Đây là mình sẽ vô trong mình kiểm tra về cái vấn đề xây tô bên trong. Đây là một công trình tân cổ điển quý vị, cho nên là những cái chi tiết phào chỉ như thế này nó cũng rất là quan trọng ha. Nó sẽ thể hiện được cái độ hoành tráng của công trình, cho nên là cũng đòi hỏi là người thợ cũng phải rất là tỉ mỉ để mà có thể là thi công một cách là chuẩn xác nhất. Và đặc biệt là nhà tân cổ nữa, cho nên nó bắt cái sự đối xứng rất là cần thiết. Cho nên là phải hai bên nó phải đều với nhau, rất là đều ha, thì nó mới mang được cái tính thẩm mỹ cho công trình. Tiếp theo thì chúng ta sẽ kiểm tra đến một số hạng mục ở phía bên trong của công trình ha. Chúng tôi đang có mặt tại không gian của tầng 1. Thì đầu tiên chúng ta sẽ kiểm tra mục nào vậy anh? Đầu tiên mình sẽ kiểm tra cái kích thước của ô cửa coi là có đúng theo cái thiết kế hay không. Trong thiết kế là bao nhiêu anh? Trong thiết kế là chiều ngang là 3m2, chiều cao là 2m7. Và với những công trình mà đặc biệt là công trình tân cổ điển thế này thì như quý vị có thể thấy nè, phần cửa sau này sẽ chất liệu là gỗ tự nhiên ha, để mang được cái sự sang trọng và hoành tráng. Vậy kích thước thực tế là bao nhiêu anh? Kích thước thực tế là 3030 với lại 2546. Thì nếu mình tính luôn cái khung bao nữa là sẽ đảm bảo như cái thiết kế. Tiếp theo thì chắc mình cũng kiểm tra luôn cái ô cửa sổ này đúng không anh? Đúng rồi. Cái ô cửa này thì theo thiết kế là 1m8 x 2m5. Thường thì về những kích thước cửa đó quý vị, thì chúng tôi cũng sẽ tham khảo qua một cái công cụ, đó chính là thước lỗ ban. Quý vị có thể truy cập vào website của Mắt Home, sẽ có thước lỗ ban online. Chúng ta xem là những kích thước này có hợp với những cái cung, đó chính là cung tốt cho công trình không nhé. Thực tế là bao nhiêu anh? Thực tế là được là 2495 với 1839. Bây giờ thì anh Đạt sẽ đi kiểm tra những kích thước cửa còn lại, rồi lúc đó thì em sẽ giới thiệu quý vị về công năng của tầng 1 nhé. Tầng 1 thì sẽ có bố trí, đó chính là khu vực ăn đứng sẽ là không gian phòng khách nha quý vị. Cạnh phía bên này thì trên bản vẽ sẽ là khu vực của phần đại sảnh, và kết hợp với đó chính là sẽ có khu vực thờ sẽ được bố trí ở phía bên này ha. Ở phía sau này sẽ là khu vực của phòng bếp ăn, kèm theo là có một vị trí của nhà vệ sinh. Đây sẽ là phòng ngủ rất là to, quý vị có thể xem phòng ngủ master sẽ có bố trí là khu vực thay đồ, kèm theo đó là khu vực nhà vệ sinh khép kín dành riêng cho chủ nhân các phòng ngủ sẽ được bố trí trong các phòng ngủ này. Nói chung là bởi vì công trình có diện tích rất là rộng, cho nên là cái việc mà bố trí phòng ngủ mà có nhà vệ sinh là rất là cần thiết, sẽ giúp chúng ta gọi là tăng được tối ưu về cái việc là công năng ở trong nhà có thể sinh hoạt một cách thoải mái. Ở đây thì các lối tiếp cận quý vị thấy là cửa mặt bên này ha, cửa chính này ha, cửa hậu nè, rất là nhiều lối tiếp cận khác nhau sẽ giúp cho công trình nó sẽ luôn có sự sinh khí. Tiếp theo thì mình sẽ kiểm tra đến cái vị trí này đúng không anh? Đúng rồi, hiện nay nhìn thấy hiện tại là các ống điện chờ, đây toàn bộ công trình là sử dụng ống dẫn cứng. Để sau này chỗ này thì vị trí này sẽ là cái chỗ của tủ điện tổng. Chỗ này. Thì cái này nó cũng sẽ phù hợp với cái dự toán công trình đúng không? Đúng rồi, là mình sẽ sử dụng. Cho nên là về tất cả về điện nước ha quý vị, ví dụ là về ống dây điện nè, hay là sau này là cả chủng loại dây điện ha, rồi cả ống nước, ống cấp nước, thoát nước thì tất từng tật chúng tôi đều đã có ghi chú rất là cụ thể trong bản dự toán thông tin công trình ha. Và các công trình thì cũng sẽ đảm bảo đó chính là đầy đủ đúng về chủng loại, đơn giá, khối lượng và thành tiền để mà gia chủ có thể nắm được cho ngôi nhà của mình. Tiếp theo thì em thấy là công trình thì ở bên trong sắp tới mới là đến giai đoạn là tô trát. Vậy thì với cái vấn đề mà tường xây ở đây thì anh đánh giá thế nào? Như vậy anh nhìn thấy hiện tại là tất cả các tường của công trình này là tường 20, kể cả cái tường ngăn trong phòng luôn. Theo quý vị nhìn thấy. Đó thì cứ 5 hàng gạch dọc sẽ có một hàng gạch ngang để quá mạch. Mình sẽ kiểm tra cái công kỹ thuật của sợi xây coi có đảm bảo hay không. Cái này là chắc là do yêu cầu của gia chủ luôn đúng không anh? Đúng rồi. Thông thường thì bên thiết kế của mình thì cái tường ngăn phòng thì chỉ là tường 10 thôi. Nhưng mà cái này do yêu cầu của chủ đầu tư là muốn làm tường 20 luôn, cho nên là bên cái tổ đội thi công mình là thi công theo ý của chủ nhà.
Đúng rồi, và bởi vì đây là một công trình biệt thự quý vị, rất là hoành tráng ha, cho nên là về mức độ đầu tư tất cả mọi thứ thì thường nó sẽ cao cấp hơn so với những cái ngôi nhà dân dụng thông thường. Thường thì làm tường đơn là để tiết kiệm nữa đúng không nào? Đúng rồi, nhưng vừa mà tiết kiệm không gian mà vừa tiết kiệm chi phí, nhưng mà cái này do ý của chủ đầu tư là muốn làm tường 20 luôn. Đúng rồi, và diện tích nhà cũng rất là rộng, cho nên là chúng ta hoàn toàn có thể là xây tường 20 thế này, tạo được cảm giác nó chắc chắn hơn và nhìn ngôi nhà nó cũng sẽ cứng cáp và nó đẳng cấp hơn ha. Và như quý vị có thể thấy, giống như anh Đạt nói nè, nó sẽ có cái những cái hàng gạch khóa mặt đúng không nè, 2, 3, 4, 5, rất là đều với nhau, là mình sẽ có cái hàng gạch ngang để khóa mặt. Và thợ thi công quý vị thấy là cũng rất là nét, rất là đẹp luôn. Đúng, chắc đường mặt rồi đảm bảo 1.5 phân. Còn đây là vị trí của cửa thông phòng đúng không anh? Đúng nè, như giờ em nhận thấy hiện tại đây là khung cửa gỗ. Thì công trình này đang sử dụng cái cửa đi trong phòng là cửa gỗ. Thì đối với cái cửa gỗ thì mình sẽ đóng cái khung trước, sau đó bê tông để tránh cái việc mà sau này cái chỗ tiếp giáp mình sẽ bị hở. Mình sẽ kiểm soát được cái việc tô chát, cho nên là mình phải đóng cái khung gỗ này trước. Và công trình phải thấy là gia chủ rất là đầu tư ha, từ cửa chính bên dưới rồi đến cả cửa thông phòng của từng phòng luôn thì cũng đều là chất liệu là cửa gỗ tự nhiên hết, cho nên là mới thấy là gia chủ rất là tâm huyết với ngôi nhà và gỗ tự nhiên đó quý vị. Thì nói gì thì nói, nó vẫn sẽ mang cái giá trị về mặt thẩm mỹ cũng như là cái độ sang trọng thì nó vẫn hơn hẳn so với các dạng cửa khác ha, cho nên đây cũng là những cái lưu ý mà đội ngũ Hanh Tra cũng chia sẻ với quý vị. Bây giờ thì An cùng với anh Long là trưởng phòng thanh tra miền Nam của Mắc Home thì cũng sẽ xem đến một số hạng mục còn lại của công trình ha. Cái vị trí này thì em thấy là cái phần ban công rất là rộng ngay phía trước luôn, và bên trên còn làm thêm một cái mái vòm, phải nói là rất là hoành tráng nữa. Và đây, những cái vị trí mà ban công rộng như thế này nè anh, thì có những cái lưu ý gì về cái việc mà thi công chống thấm sau này không? Thì những cái vị trí mà ở phía ngoài trời hoặc là ban công hoặc trên mái mà có thể là mái bằng thì rất lưu ý, đối với Mắc Home thì rất lưu ý công quá trình chống thấm, bởi vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của công trình sau này. Thì quá trình chống thấm thì nó cũng trải qua rất là nhiều bước, nhưng mà bước đầu tiên quan trọng nhất nó là quá trình mình đổ bê tông đã. Đổ bê tông phải thật là đảm bảo chất lượng, công tác đầm phải là thật là kỹ càng. Ví dụ như ở đây là cái ban công này là mình chưa làm chống thấm, nhưng mà khi mà chứa nước ở trên này rồi ấy, qua rất là nhiều cày mưa mà bên dưới cũng không có hiện tượng thấm gì cả, chứng tỏ là cái công tác đổ bê tông rất là tốt. Thì nhưng mà mình vẫn phải phòng trường hợp là sau này về lâu về dài chẳng hạn, thì mình vẫn phải làm một cái lớp chống thấm. Thì cái lớp chống thấm nó sẽ làm vật liệu thi công chống thấm đảm bảo chất lượng mà bên Mắc Home đã được kiểm định và đã được phê duyệt qua, và phải tuân thủ theo quy trình chống thấm của bên Mắc Home. Đầu tiên là phải vệ sinh này, rồi cắt bỏ các thép thừa, những cái điểm dị tật là mình phải làm lại cho nó bằng phẳng, sau đó cái mặt bằng chống thấm nó phải là được bằng phẳng, sau đó bắt đầu mới triển khai các công tác chống thấm, quét hai lớp và test nước lại. Công tác cuối cùng là phải test nước lại một lần nữa để kiểm định hoàn toàn là không có một cái hiện tượng thấm rột nào xảy ra, rồi bắt đầu mình mới triển khai các công việc tiếp theo. Ở đây thì em thấy là nó có một cái lợi thế nữa là có cái mái vòm này, giống như là một phần đó nó cũng che mưa được một phần đúng không anh? Đúng rồi, cái phần ban công nó cũng một phần nào thôi. Cái mái vòm này thì chủ yếu là mình thiết kế ra để tạo điểm nhấn cho ngôi nhà thôi, bởi vì những cái ngôi nhà tân cổ thì rất cần những cái điểm nhấn như này để tạo một cái kiến trúc nhìn rất là vừa mắt và đẹp, để cho khi mà người ta có thể là quan sát ngôi nhà từ phía ngoài sẽ tạo ra một cái thiện cảm rất là tốt cho ngôi nhà. Đúng rồi, nhìn nó sẽ bắt mắt hơn. Và giống như là những cái cột đi, cái cột đó là trụ tròn rồi thì bên trên nó làm thêm một cái đường cong nữa thì rất là phù hợp với cái thiết kế tân cổ điển của công trình luôn. Đúng rồi, thì những vấn đề về kiến trúc này thì những khách hàng mà thiết kế thi công bên Mắc Home sẽ được tư vấn rất là nhiệt tình từ các bạn kiến trúc sư có kinh nghiệm rất là lâu năm, nên là khách hàng hoàn toàn yên tâm về những cái vấn đề về phong thủy chẳng hạn, hoặc là kiến trúc làm sao cho phù hợp với ngôi nhà. Bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển lên một cái không gian cũng rất là đặc biệt của ngôi nhà này, đó chính là tầng mái mansard nhé.
Hiện tại thì chúng tôi đang có mặt tại không gian của từng máy massage nha quý vị. Thật sự mà nói thì những công trình máy massage An luôn cảm giác là tới mức độ đầu tư của gia chủ thì nó rất là khủng rồi. Ngay từ đầu khi mà lựa chọn máy massage là đã biết rồi ha. Nhưng mà khi mà chúng ta có mặt ở đây thì vẫn thấy là một cái tầng sinh hoạt em thấy là nó cũng không hề thua kém gì so với những cái tầng bên dưới, đúng không anh? Đúng rồi. Về cái độ cao này cũng có rất là nhiều lối cửa cho nên là cũng rất là thoáng. Vậy thì với những cái thiết kế mà máy massage như thế này đó anh, thì về biện pháp thi công về mọi thứ á, thì theo em được biết là thường cái chi phí hay là mọi thứ nó cũng phải phức tạp hơn rất là nhiều so với máy Nhật hay máy Thái thông thường, đúng không ạ? Đúng rồi. Cái phần máy massage thì thứ nhất là về kiến trúc nó thuộc về tân cổ nên là về chi phí của nhân công rất là nó sẽ đôn lên một chút. Và cái thứ hai nữa là ở cái ngôi biệt thự này ấy, thì gia chủ làm phòng rất là rộng, bước cột rất là rộng. Có thể quý khách có thể nhìn thấy là phòng không có một cái bức tường nào bên trong, đúng không ạ? Hoặc là rầm là không thấy. Thì hiện tại là bên Mac Home này có update một cái công nghệ là đổ sàn hộp. Thì rất là lợi thế với những khách hàng nào mà thiết kế phòng mà không muốn là tô trần chẳng hạn, không muốn là làm trần giả, trần thạch cao, hoặc là không nhìn thấy rầm ở dưới, nhìn lên là không thấy rầm là thấy toàn sàn không. Thì cảm giác cái ô phòng rất là rộng. Thì cái công nghệ máy sàn hộp này sẽ áp dụng cho những cái nhà mà có diện tích phòng lớn. Thì chúng ta phải áp dụng cái công nghệ đó để thứ nhất là giảm thiểu tải trọng của cái sàn mái, thứ hai là tiết kiệm được cái phần rầm. Thì những cái đấy thì các khách hàng sẽ hoàn toàn yên tâm, bởi vì các đội ngũ kỹ thuật kết cấu rồi kiến trúc sẽ tư vấn rất là nhiệt tình. Cái thứ hai nữa là về phần công năng sử dụng sẽ rất là thoải mái, chúng ta có thể chia phòng thoải mái, không như ở phần những cái nhà mà chúng ta thiết kế rầm thì bắt buộc là phải có rầm để xây tường lên. Nhưng mà đây thì về cái phần mái massage này thì về cái phần sàn hộp này thì chúng ta có thể xây tường thoải mái hơn một chút, kích thước phòng có thể được linh động khi mà thiết kế mặt bằng công năng lúc ban đầu. Máy massage thì nó có một ưu điểm đó mà đúng luôn, khi mình đứng ở đây mình mới thấy ha, là thường ngày hay nói là mùa đông thì ấm, mùa hè thì mát á. Và quả thật như vậy luôn quý vị. Thứ nhất là nó nằm ở trên cái vị trí nó khá là cao rồi, thì những cái cơn gió như thế nào nó cũng khá là mát mẻ, và khi mình đứng ở đây cũng vậy, cho nên chúng ta hoàn toàn có thể là sinh hoạt. Giống như ở đây thì gia chủ bố trí cả một căn phòng ở phía bên trong luôn, còn ví dụ là máy Nhật hay máy Thái muốn thì mình cũng đâu thể nào mà sinh hoạt ở bên trên từng áp máy, đúng không anh? Đúng rồi. Cho nên đây cũng là công năng lớn của máy massage mà khi mà chúng ta đầu tư đó quý vị, thì bên cạnh cái vẻ đẹp bên ngoài của nó lộng lẫy rồi thì công năng ở bên trong cũng rất là tuyệt vời ha. Còn ngay vị trí này thì em thấy là còn có kết hợp thêm thiết kế cả một cái mái vòm, cái kiến trúc rất là to bên trên nữa. Thì về cái biện pháp thi công của cái phần mái vòm này thì nó có những cái gì mà đặc biệt cần phải lưu ý không anh? Về phần mái vòm này thì bắt buộc chúng ta phải dùng cốt pha định hình rồi, hoặc là chúng ta có thể dùng như ở công trình này thì các chỉ huy trưởng ở đây đã áp dụng cái biện pháp là dùng cốt pha bằng tôn, sau đó thì mình sẽ gia cố những cái thép T6 ở bên dưới, nó tạo hình rất là chuẩn xác, nên là hoàn toàn có thể yên tâm về cái phần kiến trúc sau này khi mà sử dụng cái mái vòm ở bên Mac Home. Wow, và rất là đẹp ha, và sau này đây cũng là cái nguồn để mà lấy sáng rất là tốt cho cái khu vực ở phía bên dưới luôn. Cho nên quý vị thấy là đôi khi là về từ cái khâu thiết kế thì chúng ta cũng đã tính toán rồi để xem để làm sao mà cái tầng này nó vẫn phải là cái tầng sinh hoạt một cách thoải mái, chứ không phải là lên đây mà thiếu sáng hay là ngột ngạt làm sao mà sinh hoạt được, đúng không? Cho nên đây cũng là cái việc rất là quan trọng luôn nhé. Và anh ơi, thường đó anh, thì ví dụ là một số những công trình khác giống như là máy Nhật hay máy Thái đi, thì thường người ta sẽ ứng dụng là sẽ lợp ngói, đúng không, hoặc là lợp tôn. Vậy thì với máy massage thì thường là mình sẽ ứng dụng như thế nào? Máy massage thì thực ra là nó là máy kiểu Pháp thì mình cũng lợp ngói bình thường thôi. Thì nhìn kiến trúc bên rất là giống những cái ngôi nhà mà của Pháp đã xây dựng ở Việt Nam từ ngày xưa. Thì cái kiến trúc đó thì cũng có một phần đông những cái vị khách hàng mà thứ nhất là nguồn tài chính thoải mái thì có thể là chúng ta lựa chọn cái biện pháp mái này, bởi vì rất là mát, bởi bên trên nó có một cái không gian rất là rộng của tầng mái. Thứ hai nữa là về kiến trúc thì rất là đẹp, thuận mắt, không rườm rà phức tạp. Và thường là mình sẽ dán, đúng không, mình áp dụng cái đó là mình dán, đúng rồi. Những cái viên ngói nó sẽ được dán lên trên cái phần trên mái đó thì rất là tiện thi công. Còn về cái khu không gian này thì đây sẽ là cái khu vực phòng, quý vị có thể thấy là cũng không hề thua kém gì so với cái phòng bên dưới hết, là một cái căn phòng ngủ nè, cũng khá là rộng rãi luôn.
Hiện tại thì em thấy cũng đã được tô trát rồi ha, rồi có một cái lối cửa nữa để mà lấy được cái nguồn sinh khí nè, có cửa sổ luôn. Nói chung là nếu mà nhìn thì mình không thể nghĩ đó là một cái tầng ở trên mái luôn á, mình nghĩ đây là một cái tầng thông thường với đầy đủ tất cả những cái tiện nghi như thế này. Vậy thì với một công trình mà đã được tô trát và đang thi công như thế này thì anh nhận xét như thế nào? Thì cái công trình này thì tổ đội thi công rất là đảm bảo chất lượng, tay nghề thợ rất là cao, từ những cái bước đi từ móng trở lên và bây giờ đến cái phần là xây tường rất là đảm bảo chất lượng, và bây giờ đến phần tô chát khi mà chúng ta chưa hoàn thiện, mà cái phần tô chát chúng ta nhìn thấy rất là tường rất là phẳng, hay những cái vị trí cạnh cửa này có thể thấy rất là đều và đẹp, thì đội ngũ thợ của tổ đội xây dựng này thì rất là cao, chất lượng rất là cao. Thì bên Bắc Hôm nếu mà quý khách thiết kế thi công chọn gói thì hoàn toàn yên tâm về chất lượng của sản phẩm khi mà bên Bắc Hôm thi công. Vậy là ngày hôm nay thì An cùng với đội ngũ thanh tra của Bắc Hôm để dẫn quý vị chúng ta ghé thăm công trình biệt thự siêu hoành tráng máy Mansa ở Bình Phước. Phải nói là đây là một công trình rất là hứa hẹn trong tương lai, là một trong những công trình đẹp nhất trong khu vực luôn. Hãy đợi thời gian nữa thì công trình hoàn thiện dần dần, An cũng sẽ dẫn quý vị trở lại thăm nhé. Và nếu quý vị có nhu cầu thiết kế và thi công thì còn ngại liên hệ ngay với Bắc Hôm với số hotline 0964558888, 0821333333 sẽ có nhân viên tư vấn cho quý vị. Đừng quên nhấn like, subscribe, chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ Nhật An xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.